gentlemen, we'd like to start the third flag ceremony now. It is 9:03. I will hand it off to Jonathan now. Xin mời mọi người tắt phone và lấy nón ra để chuẩn bị cho chào cờ. Ladies and gentlemen, please turn off your phones and your hats in preparation for a flag ceremony. Audience, attention. Scouts, attention. Color guards, attention. Color guards, prepare to advance. Color guards, advance. Color guards, halt. Color guards, prepare to raise the colors. Nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm! Chào tay, chào! Quốc ca Hoa Kỳ. Đem tay xuống, thao diễn ngay. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm, chào tay, chào. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Đem tay xuống, thao diễn nghỉ. Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân các chiến sĩ dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào
đã bỏ mình trên sóng biển và rừng sâu núi thẳm để tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghiêm! Phút mặc niệm chấm dứt. Thao diễn nghỉ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Niên huynh trưởng Trần Chánh Tỳ, người đời điều hợp chương trình ngày hôm nay. Xin là lời chào mừng của Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California. Xin được giới thiệu chiến hữu Triều Hà. Good morning, ladies and gentlemen. Right now, we would like to introduce Peter Hà Triều. He is the president of executive board, the United Vietnamese American Community in Northern California. The Peter Triều Ngọc Hà. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, các toàn thể, thật là hân hạnh và rất hạnh phúc. Mặc dù dự báo thời tiết sẽ mưa, nhưng chúng ta có mặt ở đây để chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn yêu lá cờ vàng ba chọc đỏ và hy vọng rằng lá cờ này bay phất phới cho tới một ngày càng chống tới cây nào mà có tự do ở nước ở Việt Nam. Kính xin bàn giao lại cho anh Kim Tùy. Xin cảm ơn chiến hữu chủ tịch. Tiếp theo chương trình chúng tôi giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và chiến hữu Trần Đức Túc sẽ giới thiệu thành phần quan khách, các đại diện của chính quyền địa phương, các hội đoàn đoàn thể và các cơ quan truyền thông báo chí có mặt tham dự cái buổi lễ chào cờ đầu tháng 3 ngày hôm nay. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Good morning, ladies and gentlemen. Right now, we would like to introduce the official of the state government, county government, city and school district. The first, we would like to introduce Mr. Bien Duong, the council member of District 7, San Jose. Xin trân trọng kính giới thiệu quý vị, cô luật sư Betty Dương, chánh văn phòng của bà Cindy Chavez, khu vực số 2. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị, Mr. Kenshin Chu, là ứng cử viên của khu vực số 4, thành phố San Jose. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị, cô Tara Đặng, đại diện của thị trưởng Matt Mahan, thành phố San Jose. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị, cô Harley Nguyễn, đại diện nghị viên khu vực số 8. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị, ông Brian Công Đỗ, ủy viên học khu Eastside Union High School District San Jose. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị, cô Vân Lê, ủy viên học khu Eastside Union High School District thành phố San Jose. Trân trọng kính giới thiệu với quý vị, cô giáo viên Lan Ngô, ứng cử viên của địa hạt số 2. Địa hạt 25. Dạ vâng. Và chúng tôi xin được nhường máy cho
Và chúng tôi xin được giới thiệu các cơ quan đại diện, các cơ quan truyền thông, báo chí. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu anh Tâm Trương, ứng cử viên khu vực số 4, thành phố San Jose. Ứng cử viên Tâm Trương là ứng cử viên nghị viên khu vực số 8. Xin mời anh Tâm Trương. Và chúng tôi xin giới thiệu danh sách đại diện các cơ quan truyền thông báo chí. Ông Nghệ Lữ, Hội Truyền thông Người Việt Bắc California. Bà Như Hà, phóng viên Net Việt TV 16.6. Ông Di Văn, Hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia. Chúng tôi nhận thấy anh Hải và anh Hải Hoàng là YouTuber. Chúng tôi nhận thấy có anh Trần Kỳ cũng là một ký giả và phóng viên của cộng đồng người Việt Bắc California. Và đây chúng tôi xin mời Chiến Hữu Phát Kiên sẽ giới thiệu quý quan khách và quý đại diện các hội đoàn đoàn thể. Hiện diện trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi nhận thấy có danh sách của quý vị thân hào nhân sĩ có tên dưới đây. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, giáo sư. Ông Lê Minh Ngọc, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Cụ Nguyễn Lợi, Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông Võ Lịch, trường Việt ngữ Văn Lang. Ông Nguyễn Dũng, Hội trưởng Hội đồng hương Quảng Ngãi. Bí thư Nguyễn, Chủ tịch Hội hậu vệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Trần Trung Chính, nhân sĩ. Ông Đoàn Văn Lập, ông và bà Cao Thị Tình và Lê Văn Ý. Ông Lâm Nguyễn, Vivo. Chúng tôi cũng có sự hiện diện của ông Nguyên Nguyễn, anh em Thiện Chí. Cô Brenda Huỳnh của công ty bảo hiểm. Ông bà Triệu Hà, ông bà Sơn Loan, bà Trương Ái Chủng, Hội Phụ Nữ, bà Lưu Mai, bà Cúc Nguyễn, Hội trưởng Hội Phan Rang, bà Christine Hồ, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại. Ok, xin tâm qua. Dạ, xin tâm qua. Ông bà Nguyễn Văn Lương, bà Nancy Nguyễn của Hội AVVA, bà Lina Nguyễn, anh em Thiện Chí, bà Quả Phụ, Chu Tấn, ông Dũng Nguyễn, đại giới thiệu. Ông Cao Minh, thiếu tá không quân. Ông bà Kim Ánh và Lê Nguyễn, Hội Phụ Nữ Việt Nam. Bà Vũ Hình Trưởng, danh sách đến đây là hết. Và sau đây chúng tôi nhận thấy có anh Cao Hồng là giám đốc Việt Medium. Ông Nguyễn Đức Đệ, cựu quân nhân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Trương Ngọc Hiệp, khu hội cựu tù nhân chính trị. Ông Đặng Chiên, cảnh sát quốc gia. Ông Nguyễn Bạch Túc, cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Niên trưởng Phan Quang Nghiệp, thiếu tá cảnh sát quốc gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Trần Tài, lực lượng sĩ quan Thủ Đức. Ông Trần Đức Túc, cảnh sát quốc gia. Ông bà bác sĩ Phạm Đức Vượng. Ông Trần Thành. Ông Văn Tuấn, thủy quân lục chiến. Ông Dương Hạ Phong, thủy quân lục chiến. Ông Nguyễn Trợ, ái tử Bình Điền. Ông Tùy Nguyễn, hội địa phương quân và nghĩa quân. Ông Mai Khuyên, giám đốc, chủ tịch khu hội, cựu tù nhân chính trị. Ông Trần Gia Đắc, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Ngô Tôn, lực lượng sĩ quan Thủ Đức. Ông Cao Minh, cựu sĩ quan không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông An Ôn, cựu quân cảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa tất cả quý vị, đó là những danh sách mà chúng tôi đã nhận được. Ngoài ra chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của một số đồng hương giống như cô Tina Thúy Hằng, cũng là một ứng cử viên trong ban chấp hành cộng đồng Việt Mỹ. Anh Ti Trần, một sinh hoạt rất là năng động trong cộng đồng Việt Nam.
và đặc biệt là anh Võ Lịch, giám đốc trường Việt ngữ Văn Lang. Xin kính chào tất cả quý vị và sau đây nhường âm thanh lại cho sĩ quan đồng hồn. Cảm ơn chiến hữu Trần Xuân Nguyên. Một lần nữa chúng tôi xin lưu ý toàn thể quý vị quan khách đến tham dự lần sau. Mặc dù chúng tôi đã có yêu cầu các quý vị nhín một ít thì giờ thôi đến để ghi tên ở tại bàn tiếp tân. Lý do chúng tôi muốn như vậy là để bởi vì chúng tôi hiện bây giờ đó, quý vị cũng nhìn thấy hôm nay là ít, nếu mà đông nữa chúng tôi không thể nào mà có thể nhìn hết tất cả quý vị để chúng tôi giới thiệu được. Chúng tôi chỉ căn cứ trong danh sách, mà nếu quý vị không ghi tên thì cái thiếu sót đó thì chúng tôi phải nói là rất là tiếc. Mặc dù thấy quý vị đứng nhưng mà bây giờ trong danh sách như vậy đó thì quý vị không ghi tên. Thì này, xin các quý vị giúp cho ban tổ chức chúng tôi lần sau vui lòng một đôi chỉ có khoảng 30 giây thôi tới ghi cái tên để cho chúng tôi có cơ sở chúng tôi giới thiệu. Thành thật cảm ơn quý vị. Và bây giờ tiếp theo chương trình là cái phần phát biểu của toàn thể các quý vị. Trước hết chúng tôi xin được mời nghị viên khu vực 7 Điền Đoàn. Good morning, ladies and gentlemen. Right now, we would like to introduce Mr. Binh Đoàn, Council Member of District 7, San Jose. Cảm ơn quý vị, kính chào quý vị, quý đồng hương. Thì rất là ấm lòng thấy tất cả mọi người, dù cho nó mưa, mình vẫn ra đây. Thì lúc mà tôi ra tranh cử, tôi không có hứa gì hết, tôi chỉ hứa là tôi sẽ làm hết cái khả năng của tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ hứa là cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ nó sẽ xong năm này, và mình sẽ có một cái chỗ để ngồi với cây cỏ và một cái đường đi. Và nhờ cái ủng hộ của quý vị, mình là người Việt Nam, gốc Việt Nam, mình là người tị nạn cộng sản, nên mình cần ủng hộ cho người Việt Nam của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn nghị viên khu vực 7 Biên Đoàn. Và chúng tôi cũng rất hy vọng, bởi vì quý vị nhìn ra phía sau lưng thì đó là cái nền của cái tượng đài Việt Mỹ. Và trong tương lai khi quý vị đến đây chào cờ thì quý vị sẽ thấy tượng đài Việt Mỹ ở cùng chung ở trong khu vực này. Đó là một điều rất là mừng đối với tập thể tất cả những người Việt tị nạn cộng sản ở đây. Xin thành thật cảm ơn. Và nếu cái lời hứa của nghị viên khu vực 7 Biên Đoàn đến với chúng ta càng sớm để chúng ta ăn mừng càng sớm thì chúng tôi phải nói là đó là một cái niềm vui rất lớn đối với cộng đồng. Xin thành thật cảm ơn. Và tiếp theo cái phần giới thiệu, ở cái phần phát biểu thì chúng tôi như khi nãy chúng tôi đã thưa là các quý vị có ghi tên trước, chúng tôi ưu tiên và xin được hân hạnh giới thiệu cô Betty Dương. Now, ladies and gentlemen, right now we would like to introduce Lord Betty Dương, candidate of the Supervised District number 2. Cảm ơn. Dạ, Betty Dương xin chào quý vị. Và mình còn có 3 ngày nữa thôi là ngày bầu cử rồi. Và cái con đường này đó là mình đã đi cùng với nhau gần một năm nay rồi. Cho nên Betty rất là vui được hôm nay có mặt ở đây để cảm ơn quý vị là đã trong gần một năm qua đã vận động với Betty, đi sát cánh với Betty, đi ủng hộ Betty và hướng dẫn cho Betty. Cho nên bây giờ là tới ngày bầu cử là cái gì mà đạt được ngày thứ 3 này đó là nhờ quý vị, nhờ cộng đồng người Việt Nam đã hướng dẫn và ủng hộ cho Betty. Cho nên Betty rất là cảm động trong thời gian này và rất là cảm ơn quý vị. Và Betty hứa là nếu mà đắc cử được là sẽ lúc nào cũng đi sát cánh với cộng đồng người Việt Nam, đang cho luôn xây dựng cộng đồng người Việt Nam vững mạnh và luôn đoàn kết. Cảm ơn quý vị. Và để tiếp theo là sự phát biểu của một ứng cử viên kế tiếp. Cho tôi xin được ngắt lời, chúng tôi cũng nhận thấy sự hiện diện của luật sư Nguyễn Bích, người đã có công rất nhiều trong việc để mà hình thành cộng đồng Việt Mỹ Bắc Cali có mặt ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời ứng cử viên Tâm Trương khu vực 8 có đôi lời cùng quý vị. Next, ladies and gentlemen, right now we would like to introduce Mr. Tâm Trương, candidate of the council member district 8. Good morning, kính thưa quý vị. Tôi là Sergeant Tâm Trương, là cảnh sát San Jose, hiện tại bây giờ cũng là ứng cử viên hội đồng thành phố khu vực 8 là khu vực El Green East San Jose.
Tâm Trương trước hết xin cảm ơn chú Triều Hà cho Tâm Trương lên đây phát biểu chút xíu cho cộng đồng mình và recognize Lieutenant Ken Trần là thủ đen của cảnh sát San Jose tới đây dự chào cờ. Tâm Trương biết cái chào cờ rất là quan trọng quý vị, mỗi tháng mình có một ngày thôi, biết là sáng sớm lạnh nhiều lúc mưa, nhưng mà cộng đồng mình ra đây thì mình tôn trọng cộng đồng mình, tôn trọng lá cờ cho mình ra đây để mình chào cờ. Tâm Trương cũng recognize là mấy người ứng cử viên bây giờ là sát nút rồi, thứ ba là phiếu là ra cái ngày cuối cùng để đi bầu. Tâm Trương muốn làm sao cho càng ngày cộng đồng mình càng mạnh, nhưng mà Tâm Trương recognize là hôm nay và mấy ngày sau rất là quan trọng, mà có mấy người ứng cử viên mà ở đây, ứng cử viên nha chứ không phải phụ tá, ứng cử viên tới đây mà để chào cờ, có nghĩa là người ta tôn trọng cộng đồng mình, tôn trọng cái lập trường của mình. Cho nên Tâm Trương nói quý vị nên vỗ tay round plus. So I recognize that the candidate, okay, the candidate that's running right now, we have a few days left, you standing here, you are losing your chance of outreach, but you respect the Vietnamese community, we respect the flag, you respect what we do and what we stand for, and you here, that speaks a lot, and every month we'll try to be here. And Tâm Trương rất cảm ơn quý vị, Tâm Trương xin quý vị ủng hộ Tâm Trương for San Jose District 8 City Council kỳ này nha. Rồi sau này Tâm Trương sẽ đi xe đoàn. Tâm Trương cần sự giúp đỡ quý vị, ra đây giúp đỡ Tâm Trương, cảm ơn quý vị. Và để được chen vào chương trình, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của cô Tara, đó là phụ tá của thị trưởng thành phố San Jose, muốn có đôi lời phát biểu cùng quý vị. Next, we would like to introduce Tara Dang. Kính thưa quý vị, trong tuần trước có một số email làm xáo trộn cộng đồng, lý do là cô Tara Dang có đi về Việt Nam hay có chuyện gì xảy ra trong Việt Nam. Nhưng cô đã confirm với tôi là hôm nay cô có mặt ở đây, cô sẽ làm ơn confirm với tôi là cô không có mặt ở Việt Nam. Nhưng những cái chuyện đó là chuyện trả tạo, xin mời cô confirm luôn. Dạ cảm ơn chú Hà Triều. Dạ xin thưa là xin chào đến quý đồng hương, các bậc trưởng thượng và các anh chị em. Tara mến chúc đến các anh chị em mọi người một tháng, thêm một tháng nữa, từ vì một tháng mình mới gặp nhau một lần, rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay để mà có thể làm một buổi lễ thượng kỳ cùng với cộng đồng của người Việt Nam của chúng ta. Tara cũng rất là cảm động khi mà tất cả mọi người đều nghiêng đầu và tưởng niệm đến các vị anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ cho tự do của chúng ta. Trong đó có một người, đó là một người rất là thân thương đối với Tara, đó là ba của Tara, đã từng phục vụ trong lực lượng không quân của Việt Nam Cộng Hòa và đã hy sinh cùng với những cố vấn Mỹ trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam tàn khốc. Và chính Tara cũng là một người thuyền nhân, sau 1975, Tara đã vượt biên, nghĩa là vượt biên vào năm 1980. Nếu mà người nào, mọi người nào có thể nào mà đọc được cái bio của Tara thì sẽ biết được cái tiểu sử của Tara. Tara chỉ có thể nói một câu rất là ngắn gọn, đó là cái câu của thầy Thích Giác Hạnh, đó là hãy ngồi vững chắc mọi việc sẽ qua. Cái đó là một cái việc mà Tara lúc nào cũng để trong tâm. Thành thử ra đó là cái lời Tara có thể gửi đến. Cảm ơn chú Hà Triều và tất cả. Can you do your turn? Good morning, ladies and gentlemen. Right now, we would like to introduce the former State California Assembly. And right now, he is a candidate of the Council Member District 4, Mr. Ken San Chu. Come on. Xin chào quý vị, tôi là Ken San Chu. I'm very, very happy to be here with all of you to raise the freedom flag in the Heritage Garden in San Jose. I always enjoy coming over in, on the Saturday morning, every first Saturday morning here, to meet a lot of old friends and comrades when we all fighting for the naming of Little Saigon. So I'm committed to continue supporting this good tradition of raising the freedom flag in the city of San Jose on a monthly basis. I'd like to ask Len Ngo to help me
translate and maybe add a few words. Thank you, Gunman. Dạ, con là Lan Ngô, ứng cử viên chức vụ dân biểu tiểu bang khu vực 25. Xin kính chào quý vị quan khách, quý vị đồng hương và quý cử tri có mặt tại vườn truyền thống ngày hôm nay. Con xin cảm ơn ban tổ chức đã cho con có cơ hội để lên phát biểu trong ngày hôm nay. Con cũng như ông Kenson Chu và Betty Dương và Tâm Trương xin kêu gọi tất cả quý đồng hương người Việt mình đi bầu phiếu vào tuần tới, đó là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024 sắp tới. Nếu quý vị đã nhận được cái lá phiếu về nhà mà quý vị cần chúng con đến để lấy cái lá phiếu để gửi đi, thì xin hãy gọi cho số phone 408-466-7110. Và nếu mà quý vị có thể giúp chúng con đi bầu vào cái ngày thứ ba, là cái ngày được bầu cử tại những nơi mà đã có cái location mà mình cần đến để bầu, thì cũng xin, nếu mà không biết thì xin gọi cho con, hoặc là không có nhớ thì chúng con sẽ sẵn sàng đến để giúp các quý vị đi bầu phiếu. Dạ, xin hãy gọi cho số phone 408-466-7110. Con xin cảm ơn quý vị đồng hương và quý cử tri. Xin cảm ơn cô Lan Ngô. Kính thưa toàn thể quý vị, xin phép quý vị một chút xíu cho tôi trình bày cái vấn đề này. Chúng tôi đã thưa với tất cả các quý vị đại diện dân cử cũng như các vị chính quyền, đến quý vị muốn phát biểu và quý vị có gì để cần phổ biến hoặc là phát biểu chung với tất cả những đồng hương đó đang tham dự chào cờ, thì xin quý vị ghi tên với chúng tôi trước, hoặc là ít nhất là trong cái giờ mà quý vị đến ghi tên, quý vị đến gặp tôi. Ngay đầu tiên chúng tôi cũng đã thưa như vậy rồi, là xin quý vị đến ghi tên để cho chúng tôi sắp vô trong danh sách ưu tiên những người ghi trước đại diện chính quyền, rồi sau đó theo thứ tự lần lượt chúng tôi sẽ giới thiệu. Bây giờ có một số các quý vị tới, có quý vị đồng ý chúng tôi thấy quý vị, nhưng mà chúng tôi biết là quý vị có muốn nói hay là không. Bây giờ quý vị tự nhiên quý vị lên, quý vị nói là phải cho quý vị nói. Xin thưa điều đó đúng hay không? Đó, tôi xin nói như vậy đó. Bây giờ ở đây quý vị thấy, bây giờ trong ban tổ chức vậy, hai đôi muốn nói là cái việc vô nó, tại sao không cho tôi nói, là cái chuyện vô rất là vô lý. Quý vị có đồng ý gì không? Ở ban tổ chức chúng tôi phải để chúng tôi làm việc, chúng tôi đã xin thưa các quý vị, chúng tôi yêu cầu các quý vị làm ơn lên ghi tên giùm chúng tôi. Đồng ý các quý vị là dân cử, là bất kỳ cái gì, nhưng mà quý vị muốn phát biểu cũng như hội đoàn này, hội trưởng, hay là muốn phát biểu cái gì đó thì xin cho chúng tôi biết. Đó, thì xin thành thật cảm ơn quý vị. Bây giờ liên tục chương trình, sau cái phần phát biểu của cô Lan Ngô thì đến phần phát biểu của các hội đoàn. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mai Khuyên, chủ tịch khu hội của tù nhân chính trị. Và hội đoàn thứ hai là phát biểu của Tây Ninh đồng hương hội, là cái này là các quý vị đã ghi tên. Còn các quý vị nào không ghi tên nữa thì chúng tôi xin muốn phát biểu thì chúng tôi xin mời quý vị đứng lại ở đó chờ, để chúng tôi cho những người đã họ ghi tên họ phát biểu trước. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, văn phòng khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc California của chúng tôi đã di chuyển vào đường 1669 Flanagan Drive, tức là sau chùa Quan Đế, tức là đường kinh chỗ Southern Irvine. Ngày hôm nay chúng tôi mở cửa để quý vị vào thăm viếng các anh linh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã sắp xếp lại những sự việc mà chúng tôi đã di chuyển từ ở đường Mackey về cho tới đường mới này. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúng tôi kính mời quý vị 11 giờ hôm nay xin tới quý vị tới thăm viếng và cầu nguyện cho các anh linh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa tất cả quý đồng hương, sau đây tôi xin thông báo một chương trình sinh hoạt của cộng đồng. Ngày 17 tháng 3 năm 2024, Hội đồng hương ái hữu Tây Ninh sẽ tổ chức buổi tiệc tân niên ngay tại nhà hàng Dynasty. Xin kính mời quý đồng hương tham dự. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn chiến hữu Trần Sơn Nguyên. Và kính thưa quý vị, đó theo như trong chương trình và ghi tên, thì tới đây là chúng tôi đã hết ghi tên. Bây giờ các quý vị nào, nếu quý vị mới đến muốn phát biểu, chúng tôi xin mời. Now, ladies and gentlemen, right now we would like to introduce Mr. Halle Nguyen, representative of the district number 8.
À, kính chào quý vị, con tên là Haley Nguyễn, đại diện cho Nghị viện Hội đồng của khu vực 8, Domingo Candales. Con muốn xin gửi lời thăm là Domingo không có được đến bữa nay, rồi xin lỗi mà rồi cũng xin cảm ơn là cũng làm một cái buổi lễ rất là vui, là mình mỗi đầu tháng là mình cũng chào cờ. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là lời phát biểu của tất cả các vị ứng cử viên cũng như là nghị viên. À, cảm ơn tiến sĩ Quang Hồng Dũng và kính thưa quý vị. Như vậy là chương trình chào cờ, lễ chào cờ hôm nay. Xin mời bác sĩ Phạm Đức Vượng. Xin mời bác sĩ Phạm Đức Vượng. Bác sĩ Phạm Đức Vượng thay mặt ban tổ chức sẽ có những lời cảm tạ đến toàn thể quý vị. Vâng, tôi đại diện cho ban tổ chức mà lễ thượng kỳ vào mỗi đầu tháng. Xin thành thật cảm ơn tất cả các quý vị niên trưởng, quý huynh trưởng, quý biệt bậc trưởng thượng và quý đồng hương đã, và các anh em cựu quân nhân, các hậu duệ đã đến tham dự buổi lễ chào cờ ngày bữa nay. Chúng tôi sẽ luôn luôn giữ gìn truyền thống này để cho thế hệ sau các em hướng đạo sinh đã có mặt cùng với chúng ta. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, cảm ơn ông Ken Sinh Chu cũng đã mang bánh đến đây để chúng ta cũng cho cô Brenda Huỳnh để buổi chào cờ này có thêm nhiều phần vui vẻ. Xin thành thật cảm ơn. Kính thưa tất cả quý vị, buổi lễ chào cờ hàng tháng vào ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3 năm 2024 đến đây tạm kết thúc. Đây là một buổi lễ chào cờ hết sức là trang nghiêm mà cộng đồng chúng ta vinh dự tổ chức hàng tháng. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý đồng hương, quý vị hội đoàn, đoàn thể cũng như là tất cả các vị đại diện các chính quyền địa phương đã đến đây để tạo cho chúng ta một buổi lễ hết sức là tôn nghiêm và thật sự là một sự vinh hạnh để chúng ta vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và chúng tôi xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một ngày an vui và tháng 3 rất hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị và kính chúc quý vị ứng cử viên thành công trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 3 năm 2024. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.